Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tết Trần Thăm Nhà. Và ngày hôm nay thì các bạn thấy ngay bên cạnh mình là Hoàng Đức rồi. Và đương nhiên ngày hôm nay đến đây thì có lẽ là một cái địa điểm mà nhà của Hoàng Đức. Hôm nay thì anh đến đây Hải Dương là một cái nơi mà theo anh được biết đây không phải là cái nơi mà ngày xưa em cả gia đình từng sống, đúng không? Thì đầu tiên Đức có thể chia sẻ cho mọi người biết là lý do tại sao mình lại xây một căn nhà như này trên một cái mảnh đất mới hoàn toàn khác hay không? Đầu tiên thì chắc có em xin gửi lời chào đến tất cả các bạn khán giả của kênh Tết Trần, và cũng như là chào đón những thứ sắp tới vào nhà em. Thì ở cái thực ra thì đây cũng thuộc là cái khu gọi là trước cái nhà đầu tiên bố mẹ và anh chị gái và em cũng đã sống ở cái khu này thôi, chứ không phải là cái trên mảnh đất này. Sau đó một thời gian thì nhà em đã chuyển ra một khu khác. Và cái nhà em sau khi ở cái khu đấy và muốn tìm một mảnh đất mới thì đã tìm rất nhiều chỗ, nhưng mà nói thực sự thì khu này rất quen thuộc với cả bố mẹ em, và xung quanh đây cũng là toàn là bạn bè bố mẹ em cả, nên là bố mẹ em đã chọn cái mảnh đất này và xây về đây. Tuyệt vời. Thực ra ở khu vực này thì anh thấy có một cái là rất là yên tĩnh. Cái khu vực này nó có thường xuyên yên tĩnh hay không, mà bên cạnh anh thấy cũng có chợ ấy chứ nhỉ? Cái này thì cũng phải rất là mới thôi, vì cái quãng thời gian em ở nhà rất là ít. Thì có một đợt em về thì bố mẹ cũng đã nói là cái chợ nó ở đằng sau này cơ, là một đoạn cơ, vì nó đang sửa nên nó phải tạm thời nó chuyển ra đây. Đấy, các bạn nhìn thấy bên kia sẽ thấy chợ ngay bên cạnh. Sau khi trong kia nó xây xong thì chợ ở đây nó sẽ lại chuyển vào đấy. Tức là tóm lại là tương lai khu này sẽ là một nơi cũng rất là yên tĩnh, đúng không? Rồi, ở khu vực này thì ngoài bạn bè của bố mẹ Đức thì Đức có bạn bè hàng xóm gì gần đây không? Thì thực ra thì thành phố Hải Dương cái diện tích thì nó cũng không được quá lớn. Thì họ hàng cũng như là bạn bè của em đều rất gần ở đây. Và như nhà chú thì cũng cách đây chỉ tầm vài trăm mét thôi, đi bộ là được. Rồi, ngày nhỏ thì đương nhiên là mình ở Hải Dương. Vậy những cái khu vực mà mình gọi là tới lui khi hồi nhỏ ấy, thì em có mỗi lần về đây thì em có hay đến chơi lại hay thăm lại hay là bạn bè nữa? Ở đây thì nếu mà không giấu với anh thì thực ra cái trường em học cấp 2 thì mình chỉ đi hết cuối con đường này và là đến luôn rồi, là cái trường cấp 2 em đã học ở đây. Tức là cấp 2 mình học ngay gần đây luôn. Vâng. Thế cấp 1 có gần đây không? Cấp 1 thì em lại học cách đây khoảng tầm 1 cây đấy. Vâng. Tức là khu vực này là tóm lại là gần địa bàn rồi đúng không? Lòng bàn tay chưa? Thực ra là cái phố này thì thực ra nếu mà nhiều người mà chưa đến bao giờ thì phải có gửi định vị chứ. Thực ra cái phố này nó mới nên là nó chưa có tên phố. Chưa có tên phố. Khu vực này thì gần một cái đường nào chính ở đây để cho mọi người người biết không? Em nghĩ thì ở cái khu này thì gần đến tất cả các cung đường chính của ấy đều đi ra đến sân của trung tâm hồi xưa em đã tập luyện, cũng cách đây khoảng tầm vài trăm mét đến một cây thôi. Nói chung những cái việc mà đi lại di chuyển đến những cái chỗ địa điểm ăn uống trung tâm thì cũng rất là gần. Rất là gần đúng không? Hôm nay thì chủ yếu chúng ta sẽ vào review nhà. Thì trước tiên là khi vào review thì anh được thấy là các bạn thể nhìn phóng tầm mắt nhìn bên ngoài, một căn nhà có 1, 2, 3, 4 tầng và một gọi là một tum, đúng không? Đầu tiên thì em chia sẻ cho mọi người biết thì cái đầu tiên là diện tích của mảnh đất này là bao nhiêu mét vuông, và em thuê thiết kế hay là em tự nghiên cứu? Em thì để mà nói thì thực ra cái nhà chiều dài thì em không nhớ chính xác lắm, nhưng mà nó cũng rơi khoảng tầm tổng diện tích 70 mét, đấy là chiều dài, còn mặt ngang này như là 5 mét vậy đấy. Còn nếu mà để về thiết kế thì em có lẽ bố em là người thiết kế từ A đến Z, chỉ ngoại trừ mỗi phòng em là bố em cho em tự ấy thôi, tự em sẽ quyết định đấy. Phòng em còn lại là ý tưởng, này là ý tưởng của bố, từ dưới tầng 1 cho đến lên trên cao là bố em là... Rồi chi phí có liệu có đắt quá không? Em nghĩ chắc cũng dao động mà cũng khá. Vâng, ok. Các bạn nhìn ngoài nhé, 1, 2, 3, 4 đều là tầng 2, tầng 3, tầng 4 đều là phòng có ban công. Bây giờ chúng ta bắt đầu di chuyển vào từng vị trí một để xem là nhà Đức đầu tiên. Cái hiên nó rất là rộng, thường thì mọi người hay để xe máy đây, anh đoán thế. Dạ vâng. Đầu tiên rồi, ở bên ngoài thì thấy có cây cối như này thì không biết được là đây là sở thích của em hay là của bố. Ôi, cái cây mít này là bố em trồng từ cái lúc mà mới bắt đầu đổ móng xây nhà và giờ nó đã được như này, nhưng mà đến giờ em chưa thấy có quả. Chưa quả mít à? Tức là từ lúc đổ móng xây nhà đã như này. Là bố em đã trồng nó từ lúc con nhỏ. Vâng. Thế thì tôi cũng mới xây năm ngoái mà đúng không? Nếu mà thực ra là cũng phải được năm rưỡi gần 2 năm ấy, nhưng mà lúc nó chỉ nhỏ này thôi. Mà giờ nó đã được. Chứng tỏ là mát tay đấy, bố của Đức mát tay. Rồi. Bên này thì có cây cối gì của nhà mình không? Hay là của nhà bên cạnh? Có, đây thì mẹ em cũng là người thích hoa và thích cây, mẹ em luôn
dành nhiều thời gian chăm sóc đúng không? Ok. Bước vào đây thì một cánh cổng mà lại là một cánh cổng, một cái cửa kính. Đấy, không phải là cửa mà gọi là kín mà lại cửa nhìn được vào, đúng không? Cái điều này nó có khiến cho mình cảm thấy gọi là thông thoáng hơn đúng không? À, vì bây giờ em cũng có xem các kiểu nhà trên các kênh YouTube ấy. Ừ. Thì em nghĩ cái thời hiện đại bây giờ thì em thấy đa số các nhà đều dùng các cái cửa kiểu như này. Ừ. Và cũng có sẽ những cái cửa cuốn. Cửa cuốn. Thì cảm giác nó có ánh sáng và nó thoáng hơn. Vừa an toàn và vừa vâng. có ánh sáng đúng không? Rồi, đây là khu vực mà anh thấy là nó có hai chức năng. Chức năng đầu tiên anh thấy là để được rất là nhiều xe. Vâng. Chắc chắn để cả ô tô nữa, vâng. mình nữa. Thứ hai là còn trang trí cả những cái bức tranh. Thì em có thể nói về cái khu này đi. Thì thực ra thì em đi thi đấu và em toàn Hà Nội suốt. Ừ. Nên là cái khu này chỉ dành cho xe của bố mẹ và anh chị em thôi. Ừ. Còn như mọi người cũng biết thì đây có những cái máy chạy rồi các thứ. À. Thì thực ra thì những cái quãng thời gian em về nghỉ ấy, quãng rất là dài thì em mới dành được cái thời gian để tập thêm như tập này. Thêm. Vâng. Nhưng chứ còn thực ra em về 1-2 ngày thì em cũng không có nhiều thời gian để mình tập này. Thì cái khu này mà nếu mà thực ra là cái khu để đồ chơi trước của này. Cháu em. À, một cái máy chạy, thực ra cái máy chạy này anh nhìn là chung cũng rất là hiện đại chứ. Vâng. Cũng rất là đắt tiền đấy nhưng mà có lẽ là ít dùng bởi vì là cũng ít thời gian để mình về đúng không? Tiếp theo là anh thấy ở đây có một vài những bức ảnh. Lý vâng. có bức ảnh nào đặc biệt không hay là mình cứ có kỷ niệm về đây là những cái giải mà đấu lớn em được tham gia với cả từ lúc đây là chiếc áo U20 World Cup. Đây bắt đầu mình từ bức ảnh này trước đi. Từ trái sang phải cho dễ bức ảnh này là đây là đợt là em mới bắt đầu đá vòng loại U23 châu Á ở Mỹ Đình ấy. À. Cái trận có phải thắng 4-0 mà 4-0 Thái Lan. Vâng. Đấy. Trận đấy ghi bàn đấy. Vâng. Đấy là một cái áo mà có đầy đủ chữ ký của các bạn vâng. đúng không? Tiếp theo. Một bức thì tranh đây, ghép. Đây cũng là cái bức ảnh thì cũng là cùng cái lúc mà em đá cái vòng loại này. Ừ. Còn cái này thì chị em tự ghép cho em đấy. À tức là chị em đặt về xong chị em sẽ ghép cho em thành như thế này. Ồ, chị Đức gọi là quá tuyệt vời luôn, có một cái bức ảnh tự tức là phải đặt mới có chứ đúng không? Vâng, chứ làm sao vâng. mà tự có được. Còn tiếp bên theo. Này thì là chiếc áo từ lúc U20 World Cup. U20 World Cup. Một cái giải đấu cũng là trải nghiệm lần đầu của em được sân chơi World Cup. Lần đầu tiên sân U. 11 của mình vâng. là được đá World Cup. Lứa tuổi U. Lứa tuổi U. Cũng rất nhiều kỷ niệm. Tiếp theo. Còn bên này thì sau khi giành được quả vàng đầu tiên thì cũng được em nhớ không nhầm gì đây là một người fan hay ai tặng cho em cái này. Ừ. Một người hâm mộ mình. Vâng. Đấy. Rồi bên này nữa này. Bên này thì đây cũng là cái như là gọi là cái bằng chắc gọi là đợt mình tham gia U20 World Cup ấy. Mỗi cầu thủ sẽ mỗi được cầu một thủ. Cái. Vâng. Còn đây là chiếc áo ở câu bộ mà Viettel. Vâng, đây là lúc vô địch 2020. À. Đằng trước thì cũng là chữ ký nhưng mà em lại muốn là cái tên của em. Mình đúng không? Vâng. Tiếp tục 14. Còn đây như em nhớ là chiếc áo vô địch SEA Games. À. Vô địch SEA Games vâng. tại Philippines. Philippines 2019. Vâng. Vâng. 2019. Một. Đây là bức ảnh thì cũng là chị em phóng to ra để về treo là cũng là quả bóng vàng đầu tiên. Tuyệt vời luôn. Đã. Chị Đức chị Đức là hơn Đức bao nhiêu tuổi? À, 8 tuổi, chị em sinh năm 90. 90. Rồi, một người chị rất là yêu mến cậu em trai của mình đây, có một bức ảnh có một cái áo nữa. À, còn cái này thì là hình như là trước vô địch SEA Games vừa rồi đá trên sân nhà mình. Đá sân nhà. Đã. Rồi. Những chiếc áo là những cái kỷ vật mà đập vào mắt của chúng ta đầu tiên khi mà bước vào nhà của Hoàng Đức. Về cơ bản thì thực ra là vào đây phát thì thường thường nó sẽ có khu vực để giày dép đúng không? Đấy là một cái điều rất là cơ bản, giày dép của mọi người, sau đấy là một chút treo quần áo. Khu này có bao giờ mà đông người đến nỗi mà chúng ta phải gọi là các mâm cỗ ra đây ăn không? Vâng, thì thực ra thì thường thường em hay về nhà ấy, em lâu lâu mới về thì em hay rất là gọi anh chị em và bạn bè của em đến đây và thường là sẽ tổ chức ở đây. À. Vâng. Ngồi vui rộng mà uống, đúng không? Vui vẻ vâng. Rồi, tức là lúc ấy xe máy phải mang ra ngoài hết. Vâng. Ok, chúng ta tiếp tục đấy. Đi vào bên trong. Vâng, mời. Trước khi đến bên tầng 2 chúng ta vào phòng bếp. Theo tôi quan sát được là có bếp. Trước khi vào phòng bếp thì nó sẽ có một cái phòng vệ sinh nhỏ nhỏ đấy, ở đây các bạn nhé. Vệ sinh chung cho tất cả mọi người mỗi khi đến chơi. Ok. Vâng. Mời. Rồi. Phòng bếp. Thì đây cũng là cái phòng bếp nhỏ gia đình em thì thường cả gia đình sẽ ăn cơm ở đây. Đấy. Còn lúc nào mà cảm thấy nó vẫn hơi đông một chút thì lại xuống đây. Đúng rồi, thực ra cái không gian này là không gian mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được rất nhiều chỗ để chúng ta ngồi ăn.
Thế bếp ở đây thì cả mẹ cả chị đều cũng hay nấu đúng không? Vâng, nói chung nếu mà người nấu ăn ngon nhất trong gia đình em chắc là bố. Bố? Đang... Ồ, lạ thế. Còn chị gái và mẹ em đều biết nấu ăn đều rất là ngon, nhưng mà có chả mỗi mình em là không biết nấu ăn đâu. Thế ở nhà thì bố em về em hay thích bố nấu món gì cho ăn? Nhiều lắm, bố thường sẽ hiểu được cái sở thích của em và bố luôn chuẩn bị trước. Mỗi khi mà em sẽ bảo là hôm sau con về là bố sẽ mua đồ, rồi hôm sau về là sẽ có những cái món em rất yêu thích. Có món gì mà đặc biệt mà mình thích nhất không? Thì nếu mà em đơn giản thì nếu thực ra thì bố em rất biết em rất thích ăn trứng. Ăn trứng? Đấy là món đơn giản nhất rồi. Ừ. Đấy, rồi có thể là thịt gà, nhưng mà em hay ăn thịt gà trắng ấy, phần trắng ấy. À, bố em thường, ức gà ấy. Vâng, bố em thường lại để cho em những cái phần như thế. Ừ. Bố em luôn chuẩn bị những cái gì tốt nhất. Đây là đầu tiên là tôi được nghe câu chuyện là bố của Đức lại nấu ăn ngon hơn cả mẹ của Đức. Thế mẹ em có nấu ăn không? Có, mẹ và chị gái đều biết nấu ăn hết. Nhưng mà nếu mà ấy là bố em là người nấu ăn. Nhưng mà tức là khi mà em về thì bố sẽ là người vào bếp. Vâng, đúng rồi. Thể hiện. Rồi, đây thì thực ra bếp thì nó cũng giống rất nhiều bếp, nhưng mà đây anh thấy ngày bây giờ chúng người ta hay là làm những cái bếp áp vào gần như là trần tường luôn. Nhưng kiểu của bếp của nhà Đức là kiểu bếp mà nó để hở một đoạn ở bên trên, chắc là cho thoáng. Rồi khu vực này chắc chắn là nhiều bát đũa rồi. Thường thường thì khi mà em không ở nhà thì có những ai ăn cơm ở đây? Thì chỉ có bố mẹ em, chị gái em, anh rể và cháu. À, cháu. Có cả anh rể và cháu nữa, là con của anh chị ấy. Vâng. Ok. Đấy, như các bạn, khu vực này là bếp này, sau đấy là sẽ đến tủ lạnh. Anh rất quan tâm đến tủ lạnh của nhà cầu thủ, không biết là nhà Đức tủ lạnh có gì đặc biệt không? Đây, em chắc mở đâu. Một chiếc tủ lạnh rất to. Với em thì tủ lạnh có điều gì đặc biệt với cá nhân không? Đối với em thì chắc có lẽ là em thực ra thì em rất ít khi mở tủ lạnh, nhưng mà cái mà em hay mở tủ lạnh nhất có lẽ chắc là em hay uống Pepsi. À, uống nước ngọt. Vâng. Rồi, ok. Bởi vì là anh hay xem mấy cái review của các cầu thủ ở bên nước ngoài ấy. Tủ lạnh của họ là rất là nhiều cái đồ bổ sung thực phẩm, xong rồi là các cái đồ uống dinh dưỡng. Vâng. Có thể đấy là vì là họ ở gần cái nhà của họ thì họ làm thế, đúng không? Chứ còn ở đây là mình ít về. Vâng, nói chung ở cái khu này thì chỉ dành riêng cho, nếu mà nói thực ra thì chỉ là bố mẹ và anh chị em thôi. Em thì vài tháng mới về một lần. Nên là em rất khó để những cái đồ mà em thích ở đây được, vì em về nó rất là ngắn ngày. Nên là mình để ở đây lâu nó cũng có thể là không tốt. Đúng. Ok. Khu vực này có một chút rượu này. Đây thì rượu thì cũng có là của những người anh tặng cho em nữa. Chơi rất thân, và cũng có là bạn bố em cũng có tặng rượu ấy, nhưng mà bố em không có uống mấy rượu này mấy đâu. Bố em chỉ để trưng các thứ. Hỏi cái này nó hơi gọi là hơi trái với cầu thủ một chút, nhưng mà khả năng tiểu lượng của Đức là có cao không? Em nghĩ chắc nếu mà để uống vui vui cũng được. Cũng được đúng không? Bạn bè chắc không nghe này là tôi biết là cao rồi. Rồi trong đây thì có gì em? Có anh thì có giếng trời nghĩ, hả? Em nghĩ đây chắc là cái khu mà để mỗi khi mà ăn uống nhiều quá, nhiều đồ và nhiều bát đũa quá thì sẽ có ra đây để rửa nữa. À, cho tiện nhỉ? Cũng hay. Thực ra là với một cái bữa cỗ nhiều đồ bát đũa thì rửa ở trên này nó không hết được ấy. Cái đúng khu không? Này chủ yếu chính chỉ là để những cái vật dụng như lon nước ngọt hay gì đấy. Gì đấy. Tóm lại là kiểu hơi rác một chút. À, trong đây có một chỗ để rửa giấy cho nó tiện. Bát đũa mà rửa đây thì nó sẽ sạch hơn đấy. Ok, chúng ta di chuyển thêm một chút. Thực ra là mỗi một cái phòng bếp mà anh nghĩ rộng như này thì mấy người vào đây nấu ăn cũng được. Cả mẹ, cả bố, cả chị. Em mời anh lên tầng trên. Tầng 2. Có phòng khách và phòng ngủ của bố mẹ em. Hôm nay được hướng dẫn viên Hoàng Đức. lần đầu tiên em dẫn đi người khách đi thăm nhà hay sao? Vâng, đúng rồi. Trước là anh nhớ là cũng có người đến thăm nhà em, nhưng không phải là em dẫn. Vâng. Người khác dẫn, đúng không? Ok. Đây là phòng... phòng gác xếp thì đã có mẹ của Đức, cháu cô. Hôm nay bọn cháu đến thăm nhà Đức một chút, thì mẹ của Đức đang chờ đợi anh em đây. Thì các bạn thấy là khu vực đây là phòng khách rồi, rất là tuyệt vời. Và đặc biệt là vào phát thì đập vào ngay. Tôi nghĩ là những ai mà thích bóng đá thì chắc chắn là khu vực này là khu vực hút nhất. Bây giờ là khu vực này, anh hỏi là cái này là em là người thiết kế hay là bố là người thiết kế? Không, cái này thì thực ra là cả bố cả mẹ em đều muốn những cái thành tựu của em đạt được trong những cái năm qua ấy, thì sẽ dồn về phòng khách để mỗi khi có bạn bè đến chơi ấy, thì có thể được nhìn thấy được những cái thành quả của em trong suốt 3 năm cố gắng. Còn những cái khu như này thì có lẽ là chắc mẹ em là người thiết kế và cũng trưng bày cho em luôn ấy. Rồi cháu hỏi cô một chút này, bây giờ là cái khu vực này là cô đây phải có micro,
Cô thiết kế, cô gọi là trưng bày cái này thì cô có thấy khó không, vì đang thấy thấy là khá nhiều danh hiệu đấy. Dạ, cô chú này, chú thiết kế là những cái này hai cô chú cũng phải đắn đo, là cũng mong cho em là có những cái kết quả được như ngày hôm nay để mà bày này nào cũng rất là mừng rồi đấy. Vâng, cho nên là cũng cứ đắn đo, nhấc cho loại để chỗ kia, nhấc cho loại để chỗ kia đấy. Với Đức thì có lẽ là sẽ có thêm nhiều nữa, nhưng mà với cô thì cô thích cái danh hiệu nào nhất ở trong cái bảng thành tích này? Cô thích nhất là đầu tiên là ngày xưa là em được cái cầu thủ xuất sắc nhất ấy. À, cầu thủ xuất sắc nhất. Vâng, của cô 19 quốc gia hay là đây đâu? Đấy, của những cái quả nhỏ nhỏ trên kia là đầu tiên bắt đầu sự nghiệp của em đấy. Đấy, đây là cái giải mà lúc đá U19 ở Nha Trang Khánh Hòa đấy. À. Đây là những cái cúp mà của cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. À. Tức là những cái danh hiệu gọi là ghi dấu đầu tiên của mình trước. Của em đấy. Tiếp theo ạ. Xong là đến quả bóng vàng của năm 2021 này. Nói chung là bóng vàng, bóng bạc, bóng đồng, quả Lào cô chú cũng rất là vinh dự. Rồi, rất tuyệt vời. Vâng, quả Lào thì cũng rất là ý nghĩa. Và đối với gia đình cô mà riêng đó là em đó. Để em còn phải phấn đấu từng ngày, từng ngày. Cháu tò mò một chút là ngoài những cái người bạn, ví dụ như đồng nghiệp của Đức hay là những cái phóng viên đến đây, thì những người hàng xóm hay những người bạn bình thường thì lên khu vực này ngồi thì có đông không ạ? Có ạ. Cô, nhà cô cứ mỗi một khi từ ngày cô ra đây ở đấy, là kể cả cô chưa có những cái gì cơ mà hàng xóm đang giềng đấy, những ngày rỗi rồi những ngày Tết rồi chú hay tập trung những ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật đấy, xóm này toàn là mười mấy nhà, 20 nhà này toàn đàn ông, là cứ chú cứ bày ra để ăn uống rồi lên đây xem bóng đá, giải hết chiếu ở đây uống bia mới làm. Tuyệt vời, cháu đoán chắc khu này là khu mà mọi người thích chụp ảnh nhất, đúng không ạ? Tuy cái phòng nó không gian nó không được rộng cơ mà khách khứa ngồi hết đây rồi, các chú ngồi xuống cả dưới nền nhà này để chung vui cùng với có những cái trận bóng đá của Việt Nam đấy. Rất tuyệt vời. Bây giờ thì cháu sẽ hỏi thêm Hoàng Đức về một cái gọi là bảng thành tích đồ sộ này một chút. Thì bây giờ nhá, anh nhìn thấy đang có rất là nhiều. Với mẹ thì đương nhiên là mẹ vừa chia sẻ rồi, bóng vàng này, cũng như là cái danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thời còn trẻ. Thế còn với em thì có một cái danh hiệu nào mà khiến cho em gọi đặc biệt, khiến cả em cảm thấy nhớ nhất không? Em thì đối với em thì tất cả các danh hiệu thì về tập thể và về cá nhân đều rất là trân quý đối với em, nhưng mà cũng có những cái giải rất đặc biệt đối với em, thì em nghĩ chắc là đây chiếc huy chương vàng lần đầu tiên nên được giành được trong lúc bắt đầu em đi đá bóng. À, đấy là huy chương vàng gì ấy? U11 ạ. U11. À, kiểu cúp nhi đồng đúng không? Đúng rồi. Đấy, đây là rất là ý nghĩa. Rất là gọi là bước khởi đầu. Khởi đầu. Cái đấy trông huy chương vàng trông đặc biệt nhỉ? Vâng. Trông bên bên giữa nó lại không phải là bằng kiểu bằng kim loại mà nó lại bằng kiểu bằng vật liệu khác ấy nhỉ? Đúng rồi vợ. Cái này rất như hay. Là một cao su ấy gì ấy. Ừ. Còn sau đấy thì em nghĩ thực ra thì các đây này, đây có phải cái thẻ không? Đây vâng, đúng rồi. Mời các bạn lên đây nhìn rõ hơn cái thẻ ngày xưa mặt của Hoàng Đức đây này. Trông đáng yêu chưa? Đấy. Yamaha Cup nhỉ? Ngày xưa rồi. Yamaha Cup 2009 ạ. Anh nghĩ là khu vực này chắc chắn sẽ bị thiếu để mà treo. Bởi vì bây giờ anh thấy kín rồi cái này. Em thấy không? Đây kín hết rồi này. Không, em cũng có một số huy chương mà các em cũng đã cho các em lấy về nhà đấy. À, cho đấy, không phải cho chứ làm sao mà hết được chỗ này. Để các bạn nhìn thấy nhá, khu vực bên trên thì sẽ treo huy chương, khu vực bên dưới thì là một số những cái danh hiệu của thủ xuất nhất các trận đấu. Đấy, còn quả bóng vàng, tôi e là còn nữa các bạn. Tôi e đúng rồi, sẽ còn nữa. Ở bên dưới cũng có mấy bức ảnh chụp với những cái vị lãnh đạo nhà nước rất là ý nghĩa. Khu vực này anh thực sự anh nghĩ là ai lên đây cũng sẽ muốn là chiêm ngưỡng, quan sát. Ở đây có một bức tranh. Cái này có bức tranh là ai vẽ hả Đức? Em thực sự là cái bức tranh này cũng rất là lâu rồi, em cũng không... Từ đợt nào đấy? Đây là cái lúc mà em cũng ghi bàn lưới Thái Lan mà lúc vòng loại. Chứng tỏ cái trận đấy mang lại cho mình nhiều kỷ niệm phết nhỉ? Dạ vâng. Rồi. Đấy thì review phòng khách nhá. Bây giờ vào phát thì vào đây thì anh em thấy là khu vực này thì đấy rất đẹp đẽ và salon. Salon này thì là bố chọn hay là Đức chọn? Đợi em thử ngồi đây xem nào. Thực ra những cái này là bố em cũng sẽ là người quyết hết tất cả những cái việc đấy. Có mình có gọi là bố có hay hỏi mình xem là bố chọn cái này được không? Nói chung là em thì luôn luôn tin tưởng bố và bố em muốn mua cái gì hay là gì đấy đều cũng bảo em là bố thấy cái này đẹp thì em nghĩ là
Bố thấy đẹp là được rồi, em luôn đồng ý với ý kiến. Tông màu, một tông màu là tờ màu ghi nhỉ. Bàn này cũng hơi xám xám. Đấy. Ở đây có một cái rất thích các bạn ạ, đó là nhà Đức thì cả mặt trước mặt sau đều là mặt thoáng, thành ra là cái phòng khách các bạn sẽ nhìn thấy là có cái ban công và rất là thoáng. Đấy, các bạn có thể nhìn ra bên ngoài có cả hoa lan. Mẹ Đức và bố Đức đều là những người thích hoa và cây. Thành ra khu vực này ngồi đây thì đúng là em có hay ngồi đây để gọi là thưởng thức giải trí gì không? Dạ có, nói chung là những cái lúc mà về và rảnh rỗi em thường ngồi đây và xem TV. Thoải mái nhỉ. Ở về nhà mình vẫn là nhất. Đằng sau thì sẽ có một cái TV rất là to. Con này anh điện đoán chắc phải 55-60 inch. 60 inch. Có cả bộ dàn loa kia, không biết ai hát karaoke đây. Ở nhà thì mẹ em là người thích hát karaoke. Thích hát. Rồi. Rất tuyệt vời. Ở bên trên kia cũng còn vẫn còn những cái huy chương này các bạn kìa. Ở bên trên kia vẫn còn những cái huy chương đây này. Đấy. Những cái này treo đặc biệt như này là do mình treo hay là do người ta ấy sẵn như thế xong mình mang về hả em? Không, có nghĩa là những cái này là chị gái và mẹ em sẽ mua những cái khung mà đặc biệt như thế để làm như thế đấy. Ui, chứ chứng tỏ chị gái, chị gái cả mẹ khá là cầu kỳ về việc này đấy. Bởi vì là anh nhớ là những cái này là gần như là người ta treo thẳng vào cho em, vâng. Xong người ta sẽ đưa vào em một cái hộp là cùng. Vâng. Chứ còn để mà làm được như này là các bạn này là cũng phải có thợ đấy này. Đấy. Có thợ mới làm được đấy. Đây là những cái chiếc huy chương mà gọi là ý nghĩa nhất đấy. Vâng, ý nghĩa nhất với em là hai chiếc SEA Games và một chiếc V-League cùng câu lạc bộ. Trong bộ sưu tập của em đang còn thấy cảm thấy thiếu cái gì? Em nghĩ chắc là rất nhiều giải đấu lớn nữa, và nếu mà em thực sự đến thời điểm này vẫn là điều đáng tiếc nhất với em là em tham dự hai kỳ AFF rồi và vẫn chưa được huy chương vàng cùng đội tuyển. Tức là gần nhất anh nghĩ sẽ là mục tiêu huy chương vàng. Vâng. AFF Cup. Vâng. Thế còn vô địch quốc gia có rồi. Cúp quốc gia? Chưa, thì hai cái huy chương bạc. Huy chương bạc, đấy cũng là một cái mục tiêu. Vâng. Mình phải phấn đấu, thế còn lại SEA Games lại có rồi. Vâng. Thực ra với cấp độ câu lạc bộ thì ở Việt Nam mình thì em chỉ thiếu cúp quốc gia thôi. Vâng. Còn với đội tuyển thì thiếu AFF, SEA Games có rồi. Thế còn cá nhân thì quá vàng rồi. Nhưng mà vẫn muốn nữa chứ hả? Nói chung thì cái vấn đề mà việc cá nhân thì ai cũng muốn thôi, nhưng mà em luôn muốn đặt cái tập thể hàng đầu vì em luôn muốn giành cái danh hiệu để cùng anh em trong đội cũng như là đội tuyển ấy, để chia vui với nhau nó sẽ cảm xúc hơn. Đúng, ok. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục đi lên. Vâng. Phòng khách này là anh thấy rất là ấm áp và nhiều ý nghĩa rồi. Đây, còn đây là phòng bố mẹ em. Khu vực thang này thứ rất là rộng luôn ấy. Để xem bên trong. Để xem bên trong là... Đây, mời anh vào với cả không gian. Đây là phòng của... ngủ của bố mẹ Đức. Của bố mẹ em. Hôm nay xin phép Đức là, xin phép cô là bọn cháu phải review kỹ để cho mọi người biết nhà Đức đẹp như nào. Đây, phòng khách, phòng ngủ của bố mẹ Đức thực ra cũng rất là đơn giản và nhỏ gọn xinh xắn. Vâng. Cái này là do chú là người toàn bộ lựa chọn đúng không ạ? Cô thăm can thiệp gì vào cái phòng ngủ đấy không ạ? Cả hai có thống nhất nhé. Cùng thống nhất. Vâng. Mà cái thiết kế thành một cái ngôi nhà này chủ yếu là chú. Vâng. Cô không chỉ biết cái việc vặt thôi. Đấy thì đương nhiên rồi, có giường này, có tủ một kiểu củ rất là mới, đó là cái kiểu mà để lộ ra cái quần áo. Vâng. Của mình. Đấy. Có bàn trang điểm của cô. Đấy. Một tông màu nhẹ nhàng để cô chú nghỉ ngơi. Có một cái ghế này nữa. Thì ghế này là do Đức chọn à hay là? Dạ vâng, ghế này thì thực ra là để cho bố mẹ em lúc mệt mỏi hay gì, bố mẹ em sẽ nghỉ ngơi và kiểu massage. À. Vâng. Đấy, rất là quan tâm đến sức khỏe của bố mẹ. Cô có nằm cái ghế này chắc cô thích chứ hả? Chú làm hàng ngày đấy, ngày nào chú cũng làm. Đây là khu vực ban công, cho anh xem một chút ban công. Đây ạ. À, ban công này thì là không phải là ban công mình có thể đi ra được à? À có chứ. Có đi ra được à? Đây, khu vực này có đi ra được. Đấy. Ở khu vực này thì không gian rất là yên tĩnh. Đứng ở đây thôi không bật. Đấy, khu vực cái ban công thì rất là rộng các bạn nhé. Và được cái là cháu thấy hàng xóm ở đây cũng có vẻ là rất là yên tĩnh mà kiểu là hiền hòa cô nhỉ. Hàng xóm này vui lắm. Vâng. Cô chú là nhiều tuổi, thứ hai trong cái dãy này. À thế ạ. Tức là ở đây chúng tôi cũng toàn người trẻ cô nhỉ. Toàn trẻ tầm như các cháu ấy. Trẻ trung, tức khu này cũng là một khu toàn là các bạn trẻ và hiện đại cô nhỉ. Vâng. Rất tuyệt vời. Rồi, đây là khu vực phòng khách, à phòng ngủ của bố mẹ Đức. Và có một cái tivi cũng rất là to nữa. Tivi là chú là chọn đúng không cô? Cháu thấy có vẻ là nhà mình nhu cầu tivi hơi to đấy. Cái
TV này thực ra thì có một câu chuyện rất là vui nhá. Bố và mẹ em là lúc đầu chỉ có một cái TV ngoài phòng khách thôi. Và phòng bố mẹ em sẽ, tất cả mọi người sẽ xem TV ở đấy, và bố mẹ em thường chỉ dưới đây ngủ thôi. Nhưng mà trùng hợp là bố em lại rất thích thể thao và mẹ em lại rất thích xem phim truyền hình vào lúc buổi tối. Nên là hai người xung đột, rất hay gọi là tranh luận nhau về cái việc phải dành nhau để xem đấy. Nên là cuối cùng bố mẹ em đã mua thêm một cái TV và mỗi người sẽ dành cái khoảng thời gian đấy để chia ra với nhau đấy. Câu chuyện muôn thuở của các gia đình khi mà bố thì thích một chương trình và mẹ thích một chương trình. Nhưng mà chắc chắn là khi mà Đức mà xem là các hai cô chú là phải xem chung chứ ạ? Không, cháu đang ý cháu bảo là ý cháu là trận đấu nào mà vâng, mà có Đức cả, ấy. Cả nhà cùng xem ngoài kia hết. Cả nhà tập trung ở kia. Rõ ràng. Vâng, rất thú vị. Rồi, chúng ta tiếp tục đi lên. Cháu cảm ơn cô nhá, bọn cháu tiếp tục đi khám phá đây. Mời anh lên với cả tầng 3 phòng. À, cái này có một cái là anh thấy lạ là phòng vệ sinh lại không ở trong bên trong nhỉ? Lý do là sao? Em không biết, nhưng chắc có thể là đây. Cái này bấm đâu? Đây. Này. Bố em thiết kế kiểu này và bố em chắc thích kiểu như này ạ. Chứ còn có thể là cho nó sạch sẽ ấy. Vâng. Nó đỡ bị vào cái trong phòng riêng của mình cũng là một cách. Thế cả chắc em nghĩ là muốn cho cái phòng nghỉ ngơi nó tối ưu nhất. Ừ. Cái phòng cái phòng này ấy nó sẽ được sử dụng cho cả cái phòng khách nữa. Vâng. Thì nó sẽ tiện. Đây em mời anh lên. Ok. Tầng 3 đến phòng của cá nhân em. Phòng cá nhân đây. Nhưng mà xây nhà này có mục đích, có suy nghĩ đến chuyện là sau này mình kiểu mình lập gia đình, mình thêm một người nữa vào đây không? Em nghĩ thì chắc là công việc chính của em ở trên Hà Nội thì em nghĩ sau này nếu mà có điều kiện hơn một chút thì em nghĩ em sẽ ở đấy. Có một cái nhà nữa. Vâng, ở trên Hà Nội. Còn cái nhà này thì sẽ là để bố mẹ ở và sau này sẽ về thăm bố mẹ là chủ yếu. Ừ, anh hiểu. Ok, đâu, phòng nào đây? Đây. Đây là phòng cá nhân của em, hơi màu sắc một tí. Rồi. Đây, mọi người sẽ bất ngờ với màu sắc của Đức. Wow. Rồi. Rất là đáng yêu, cho tôi không nghĩ đây là phòng cầu thủ các bạn ạ. Đập vào mắt tôi là toàn các bạn gấu bông thôi. Đây. Tất cả các màu luôn ạ. Tại sao lại có lý do này? Em có giải thích cho anh tại sao có nhiều gấu bông như này không? Đến giờ em chắc em cũng chưa hiểu, nhưng mà cái đợt em được một hai bạn fan ấy tặng cho một hai con gấu. Thế từ lúc đấy thì em thấy nó cũng đẹp thì em lại đi mua nhiều hơn, nên là em để ở đây. Em đi mua thêm. Vâng, em đi mua thêm. Ở đây đa số em mua, và con gấu to thì cũng là chị gái chơi thân với cả chị em tặng em trong dịp sinh nhật. Nhưng mà chơi gấu này mình thấy có thấy nhẹ nhàng hơn không? Nói chung thực ra thì em rất ít khi về nhà nên em cứ để ở đây thôi. Đấy, cho trang trí. Đây này, con gà này đây các bạn này. Cái này thực ra tôi hơi bất ngờ đấy, anh hơi bất ngờ vì em lại có nhiều cái này là cái để ngồi đúng không? Vâng. Đây gọi là mấy con gấu kiểu hoa mặt trời. Nhưng mà ở bên này là đúng là men này. Khu bên này là đúng là men này. Đúng không? Đây có cả các cái tượng, anh mà mấy cái tượng này là chơi là cũng kỳ công đấy. Ví dụ con Iron Man này là bao nhiêu tiền hả Hà Đức? Em cũng không nhớ, đợt em mua chắc em nghĩ chắc vài triệu thôi. Vâng, em nghĩ đợt em mua rất lâu rồi. Khu này là khu nhìn phát là rất là ấn tượng luôn, khu decor mà. Sau có cả con này là con gì? Transformer, con Optimus. Optimus. Vâng. Trên kia Iron Man. Vâng. Nhân vật này là nhân vật trong truyện mà anh quên mất tên. Đảo Hải Tặc. Đảo Hải Tặc. Vâng. Cái này là anh thấy ở nhà Văn Toàn cũng có mấy con to to này. Dạ vâng. Đấy. Rất đáng yêu luôn. Mà hơi bị, cứ là mình thấy bị lạ ấy. Bên này thì trông rất là kiểu trẻ con và nữ tính này. Bên này thì lại rất là men này. Rồi, khu vực bàn làm việc hay bàn chơi game đây? Vâng, đây là chơi game. Chơi game, dạ, vâng. hay chơi game gì đây? Thì em chơi Liên Minh Huyền Thoại chủ yếu thôi. Thực ra cái máy này thì chị em cũng thỉnh thoảng sang để bật, để cho nó chạy hoạt động. Cho đỡ bị hỏng. Em cũng ít về, nên là chỉ lúc nào em về những cái thời gian như Tết trước ấy, thì tối nghỉ ngơi em hay chơi cả những anh em. Đấy. Và khu vực này thì nhìn đúng là bà khu vực của đàn ông rồi, tức là trong phòng là sẽ có máy vi tính để chơi game và sẽ có một bức ảnh ở đây. Một bức ảnh này là bức ảnh giống ở dưới tầng 1 đúng không? Dạ vâng. Anh nhớ không nhầm là thế. Vâng. Đó. Phòng em nó hơi màu sắc một tí. Màu sắc thật. Màu sắc thật chứ không phải một tí. Đây có một cái bức ảnh nữa. Áo trong màu áo Viettel. Vâng. Ok, khu vực này sao? À, các bạn nhìn thấy không? Rất nhiều các
các con gọi là, đây là con gọi là gì? Con này là Bibrix, nhưng mà mẹ em đặt tên cho những con này những con giống. Những con giống? Sao là những con giống? Em cũng chưa biết được lý do tại sao. Thì cái đợt em mua 1-2 con về thì mẹ em chưa nói gì, lúc em mua nhiều quá thì mẹ em mới, thế hôm em mới bảo là mấy con đấy con để lên phòng thì thỉnh thoảng mà nó hơi bụi, thì mẹ lên thì đấy, thì mẹ em lại dùng từ em là mấy con giống đấy hả, thì em đặt tên cho nó là như thế. Mà mấy con này các bạn nhớ không đắt, đắt nó không rẻ đâu đúng không? Mấy con này, một con này bao nhiêu tiền này hả Đức? Thì thôi thì cũng không tiện, không tiện nói. Vâng, nhưng mà chung là đắt đấy, còn mấy con này là giá trị đấy, bởi vì là anh thấy con bé nhà anh nó cũng thích, nhưng mà nó thích mấy con nó kiểu bé xíu này, này. Vâng. Kiểu tô tượng ấy. Vâng. Nó thích tô tượng, nó thích 1 2 3 4 5 6 7 con luôn. Chung là cái không gian này cũng là chỉ để em trưng rồi em ngắm ấy. Ngắm. Không mấy cái này, ấy mà gọi là cho vào đúng vị trí mà đánh đèn vào nó thực sự trông nó rất sang. Vâng. Nhưng mà em không dùng tivi. Không, thực ra thì trước em cũng lúc mới xây em cũng có cái tivi ở đây. Ừ. Nhưng mà vì em thích mấy con này quá nên em bỏ cái tivi. Thế là tôi tivi luôn. Nhưng thực ra bây giờ tivi thì đúng là mình gọi là để đấy, gần như không có thì thấy thiếu, mà có thì nhiều khi lại thấy thừa đấy. Vâng. Anh thế mà về trong tivi, trong phòng nhiều khi mình không xem tivi. Vâng. Toàn điện thoại với cả máy tính. Ở khu này anh thấy có một số đôi giày mà anh thấy em có vẻ trang trọng này đúng không? Đấy. Hay là không phải đâu, vì đây là những cái đôi giày mà những cái lúc em đi về nhà đấy. Ừ. Thì thường thì những lúc đợt mà em đi thì trời mưa thì nó hơi bẩn thì em lại để ở nhà và cho chị mang đi giặt giúp em. Ừ. Đấy thì em chưa lên vì em cũng chưa mang đi lại được đấy. Chứ nói chung là em cũng phòng mấy cái đôi ở nhà để những cái lúc mà trường hợp mình thiếu thì mình sẽ đi. Đức có vẻ thích Nike. Đúng em không? Nói chung là em thì cũng thực ra thì em không phải là người đam mê giày lắm. Ừ. Nhưng mà nói chung là em cũng mua một số đôi thôi để mình đi lại thôi, chứ còn nếu mà để mà em hiểu biết và đam mê mua rất nhiều giày thì em cũng không phải là tức là thấy đẹp thì mua thôi. Vâng, vâng. Khu vực này thì thấy đây này, cái gì đây này, cho anh hỏi đây là cái gì đây? Cái này thì như kiểu Lego ấy nhỉ? Đúng rồi, cái Lego thì cũng là đợt sinh nhật mà một bà chị cũng đã tặng cho em cái này. Vâng. Cũng ghép lắp rất kỳ công ấy. Kỳ công quá. Vâng. Cái này mà anh thấy cái này hàng cũng tặng hiếm ấy, ít người, anh thấy ít người chơi này lắm. Xong rồi đây, còn đây là cái bức ảnh hồi nhỏ của em. Đây, giới thiệu các bạn, đây là Hoàng Đức nhé. Tôi không thể tưởng tượng nữa, đây là Hoàng Đức luôn ạ. Đây, đây là mấy tháng thôi chứ hả? Vâng, rất là nhỏ ấy. Mấy tháng tuổi thôi. Không, nhưng mà nhìn cũng có cái nét như bây giờ mà. Rất đáng yêu. Một bức ảnh khác của một bạn hâm mộ. Vâng. Đúng không? Vâng, đây là bạn này thì cũng là cổ viên của đội ạ. Cổ bộ, vâng. Cũng hay chụp ảnh cho anh em cầu thủ trong đội. Nhà của Hoàng Đức thì về cơ bản thì anh thấy là cũng rất là ban công thì thực ra cũng thế. Đấy. Đúng không? Vâng, cũng giống dưới tầng bố mẹ em nữa. Đấy, cho sáng. Bình thường thì đến mùa thì bố và mẹ em sẽ trồng cây nữa ở ngoài. Ừ. Nhưng mà chắc là thời điểm này chưa hợp lý. Vâng. Đấy. Đấy, nhà rất nhiều ánh sáng các bạn nhé. Nhà của Đức thì hết chưa nhỉ? Còn vâng thì vẫn còn trên tầng thờ ông bà. Trên tầng thờ đúng không? Rồi okay, anh em mình sẽ đi một vòng cho nó hết đi. Xong rồi anh sẽ đánh giá một cách tổng thể theo góc nhìn cá nhân của một người hay đi review nhà. Mời... Cũng có một cái vệ sinh bên ngoài cho dùng cho cả hai chị em. Đúng không? Ok, anh em mình sẽ lên nốt phòng cao nhất. Ở đây chắc là mấy cái trò chơi là của cháu. Vâng, đây giờ là những cái, nó lớn rồi thì nó cũng đã bỏ những cái số này đi rất là nhiều. Mấy tuổi rồi nhỉ? Giờ thì đã học lớp 1. Học lớp 1 thì không còn chơi mấy cái này nữa rồi. Dạ vâng. Đây thì trên này thì sẽ có một chỗ phòng để kho và phòng thờ và cũng như là phòng. Đây em mời hai anh vào đây trước. Cái này làm anh nhớ cái đợt đến thăm nhà Hải, Quế Hồng Hải nhá. Quế Hồng Hải là nhà tên trên cùng là ông ấy làm hẳn một cái bể sục. Vâng. Bẻ sụp để ông ấy về, ông ấy vào, ông ấy sụp ở đấy cho phục hồi luôn. Em thì nói chung thực ra thì bố mẹ em tìm được rất nhiều chỗ nó thích hợp ấy. Nhưng mà không hiểu sao cơ duyên nào thì lại về đây thì xung quanh đây rất là nhiều bạn bố em từ rất là xưa ấy. À. Và cũng rất là trùng hợp khi bố em lại gặp lại được những người như thế. Ừ. Vâng, đấy. Còn đây là phòng thờ. Đây là ban thờ của nhà vâng. Nhà Đức. Tức là thờ là ông bà nội. Vâng. Ông bà nội, một phòng thờ. Ngoài kia thì sẽ là phơi phòng. Phong. Vâng. Phơi phong giặt giũ. Đây cũng có một cái phòng kho nhỏ để đồ của gia đình. Ừ.
Rồi, chúng ta bây giờ xuống phòng của Đức để trò chuyện thêm. Ok các bạn nhé, hôm nay thì thực ra là tôi đã tham quan một vòng nhà Đức. Thì với cá nhân anh thì anh cảm thấy là nhà của Đức và bố của Đức thiết kế thì nó có một cái điều khiến anh cảm thấy rất giống với phong cách chơi bóng của em. Tức là nhìn thì rất là đơn giản, nhưng mà ẩn sâu trong đấy có những cái con tượng, ấy, con gấu bông ấy rất là trông khó lường, giống như cách chơi bóng của em. Em nghĩ thế nào về căn nhà của mình? Em nghĩ thì đến thực ra thì từ cái lúc mà bố em xây, mà em cũng rất ít về cái thời điểm đấy, cho đến lúc mà hoàn thành, đến cái hoàn thành ngôi nhà ấy, em mới về được. Thì em thực sự rất hài lòng những gì mà bố em đã thiết kế từ trên cho đến xuống dưới. Với căn phòng của mình thì em tự gọi là tự làm nội thất cho mình ấy, thì mình tự thuê hay là mình tự ý tưởng? Cái phòng em thì thực ra là cái thiết kế đấy thì em con nhà chú ruột cũng là bên thiết kế làm thiết kế đấy cho em. Vâng. Tức là một người nói quen. Em chỉ lên cái ý tưởng là sau này em sẽ mua những cái thứ em thích ấy, thì sẽ làm như thế nào để cho em đặt vào đấy thôi. Cả những người bạn đồng nghiệp ở câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia đã nhiều người về đây chơi với em chưa? Cũng ít lắm ạ. Đấy, thực ra thì mỗi cái thời điểm nó lại khác nhau. Vì nói thực ra thì cũng như anh Toàn rồi những anh em ở Hải Dương này lại không cùng đội với em. Quãng thời gian em về thì các anh ấy không về được. Chỉ có Đức Chiến nhỉ? Vâng, đấy, Đức Chiến thì có về rồi. Khi mà cảm giác của em như nào khi mà mỗi lần mình về nhà thì cái điều gì mình cảm thấy là thích nhất về mặt cảm giác? Em nghĩ chắc là có thể gặp bố mẹ và anh chị của em là em cảm giác rất là vui, vì những lúc mà em mệt mỏi hay là thi đấu gì đấy em đều muốn về nhà đầu tiên. Em hay chia sẻ những cái gì mà nó khó khăn trong công việc với bố mẹ hay là với chị? Em thì hay nói chuyện với cả mẹ và chị gái nhiều hơn là với bố. Tại sao lại ít nói chuyện với bố? Em nghĩ là đàn ông khó nói chuyện nhau. Cũng có thể là một vấn đề đấy, nhưng mà em nghĩ em với bố ít khi nói chuyện lắm. Chỉ những cái lúc nào mà việc rất là quan trọng gì đấy, có thể trong gia đình thì bố sẽ nói chuyện với em và em cũng sẽ nói chuyện với bố. Còn đâu bình thường những cái gì mà tâm sự của em, cá nhân em thì em sẽ nói với cả mẹ và chị nhiều. Có một cái mà anh rất tò mò, tức là với anh em cầu thủ, tức là cái suy nghĩ của một người mà từng là một cầu thủ trẻ chưa có gì cho đến khi là một người mà có nhiều người biết đến, có danh hiệu và nổi tiếng, là một ngôi sao, thì trong em đâu là điều em cảm thấy thay đổi nhiều nhất và đâu là điều em không thay đổi? Cái điều mà em thay đổi nhiều nhất ấy, có nghĩa là em được đi hết từ cái lúc mà em chưa có gì, lúc mà em có thành công một tí, và những được dành được những lúc rất nhiều lời khuyên từ mẹ và chị gái em, rất là nhiều những lúc em tâm sự mà em cảm thấy em hơi bế tắc một chút đấy, và cảm thấy những cái điều đấy thì luôn giữ vững được em cho đến bây giờ. Còn những cái mà không thay đổi thì có lẽ là em luôn muốn ra sân để cống hiến hết mình, mình luôn hòa mình với cái đam mê và làm sao để làm tốt nhất cái nhiệm vụ của mình đấy. Khoảng thời gian nào mà em, như em vừa nói là bế tắc ấy, khoảng thời gian nào thì bế tắc có nghĩa là nó sẽ chia vào rất nhiều giai đoạn. Đối với em thì em nghĩ là có khoảng thời gian lúc em 14, 15 tuổi ấy. Khoảng thời gian đấy, nếu mà thực ra đến thời điểm này nghĩ lại là khoảng thời gian em cảm thấy khó khăn nhất và em muốn từ bỏ bóng đá ở cái thời điểm nhất. Tại sao lại đến nỗi về như thế? Em cũng không biết được, có nghĩa là lúc đấy em nghĩ là cái khả năng và bản thân của em không thể tiếp tục nữa, phát triển nữa. Tức là do là thầy nói với em hay em tự cảm thấy như thế? Có nghĩa là lúc đấy em cũng trong danh sách những người mà loại khỏi trung tâm ấy, nhưng mà thầy vẫn cho em và các bạn ấy cơ hội và thêm mọi thời gian, nhưng mà em cảm giác cái lúc đấy là mình sẽ không thể phát triển được cái nghề này nữa. Đấy. Mặc dù là mình rất đam mê, em nghĩ là cái chiều hướng em về đi học rồi và em cũng đã nói chuyện với mẹ, em nghĩ mẹ em cũng đã thúc đẩy em ở cái quãng thời gian rất là nhiều. Đấy, thì lúc sau cái quãng thời gian đấy thì em cũng đã rất là may mắn và em đã thay đổi được và cũng đã gặp được người thầy cũng đã thúc đẩy em nhiều hơn. Tức là đã từng có một khoảng thời gian đã từng nghĩ chuyện bỏ đấy. Sau này khi mà anh thấy là có một quãng thời gian là đặc biệt là vẫn vừa rồi khi mà mình không được gọi lên tuyển, nói đúng ra là không phải có người gọi mà được lên tuyển nhưng lại không được thi đấu, thì lúc đấy anh đã rất tò mò là cái suy nghĩ của bản thân em khi mà chứng kiến các đồng đội thi đấu mà mình không được vào sân mà mình vẫn khỏe mạnh bình thường, thì ở ngút ở ngồi ngoài mình suy nghĩ của em là như nào? Đối với em thì
Em nghĩ là mỗi tất cả những cầu thủ ấy, mỗi người mà không được ra sân thi đấu ấy, cảm giác là mình đã bị khó chịu rồi, đã mình không được đóng góp cho đội và cho tập thể thì mình cảm thấy mình khó chịu trong người ấy. Bứt rứt. Vâng, bứt rứt. Nhưng mà với em thì em nghĩ là không được thi đấu thì cũng là cái tốt cho mình nữa, để mình cảm thấy mình đang thiếu ở đâu thì mình sẽ về cải thiện thêm, và mình sẽ chứng kiến thể hiện khả năng của mình ra để làm sao mà đáp ứng được cái chuyên môn với cả huấn luyện viên, để người ta nhìn nhận vào và người ta sẽ cho mình thi đấu đấy. Là em cũng đã từng kiểu như thế rồi và em đã cũng đã trải qua rồi nên em cảm nhận được cái kiểu như thế. Tức là mình cũng đương nhiên là cũng khó chịu bứt rứt, nhưng mà cuối cùng mình vẫn phải về tập luyện chăm chỉ hơn, đấy là cái mục đích quan trọng nhất. Có một cái hiện tại mà anh nghĩ rằng nhiều cầu thủ vẫn đang mắc phải, đấy là cái vấn đề là về cụm từ là bệnh ngôi sao. Em Đức định nghĩa nào về cái cụm từ đấy, và theo em những cái dấu hiệu nào và khiến cho mình có cảm giác là mình sẽ bị bệnh ngôi sao? Em nghĩ thì nếu mà có thể mọi người nhìn vào ấy, có thể nhìn người này với người kia, nhưng mà người ta thực ra sao đánh giá quan điểm của từng người thôi, người ta cũng không thể, những người trong cuộc như bọn em được, người ta không thể biết được nhiều hoàn cảnh và những cái tình huống như thế. Còn đối với em thì em nghĩ là mỗi cầu thủ, và em nghĩ không phải là ở Việt Nam đâu mà ở đâu cũng thế, em nghĩ là khi mà họ cũng đạt được đỉnh cao và cũng như là đạt được nhiều thành tựu trong quãng thời gian đấy thì họ cảm thấy lúc đấy cũng đủ và cũng cảm giác là mình đang hài lòng cái việc đấy. Nên là đôi lúc là mình hơi bị sao nhãng. Đấy, cái kiểu em nghĩ là như thế, và nó có thể bị mất tập trung. Em nghĩ là như thế, còn cái việc mình sẽ cần phải cân bằng và phải trở lại với kiểu mình thì một cách, nếu như từng cá nhân thì ai có thể trở lại mình sớm thì sẽ tốt cho bản thân hơn. Trong quá khứ có rất nhiều những cái bài học thì khi mà có nhiều tiền, tức là khi mà chúng ta ký được nhiều hợp đồng, hoặc là tóm lại là tiền nó đến với nhiều cầu thủ ấy, thì đã từng quá khứ là có rất nhiều người gọi là dùng những đồng tiền đấy vào những cuộc chơi. Em định nghĩa thế nào về cái việc sử dụng đồng tiền của mình? Em thì em sẽ luôn ưu tiên về cái việc gia đình nhiều hơn. Kiểu như thế. Còn cái việc mà để mà dùng đồng tiền vào chơi thì em nghĩ không phải riêng anh em cầu thủ đá bóng đâu, hoặc là bất kể một nghề nào đó thôi. Đã kiếm ra đồng tiền thì mình phải được hưởng thụ, nhưng mà hưởng thụ theo cái cách như thế nào thôi, là do bản thân mình nghĩ và suy nghĩ cái lúc đấy nên làm gì. Và còn đối với cá nhân em thì em sẽ luôn hướng về gia đình và luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho bố mẹ và chị gái em. Hiện tại thì câu chuyện tương lai của Đức cũng là một cái mà nhiều người cũng đang rất là quan tâm. Em có thể chia sẻ một chút xem là cái mong muốn của em, mong muốn lớn nhất của em ở thời điểm hiện tại. Mong muốn lớn nhất của em thì bây giờ thì em thực ra thì giờ em cũng chưa thể biết được em đang đi đâu và ở lại như nào cả, vì thực ra là hợp đồng của em với cả câu bộ sức khỏe vẫn đang rất còn, nên là cái việc này thì em cũng chưa tính được xa và cũng chưa biết được là cái bến đỗ hay là mình ở lại như nào cả. Em nghĩ là chắc trong thời gian tới thì em sẽ rõ ràng hơn về cái việc đấy và em sẽ làm việc với cả câu bộ chủ quản đấy. Còn cái việc mà em định hướng và em muốn đâu thì với cá nhân em thì chắc em vẫn muốn thử sức ở một môi trường như nước ngoài, và em cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Còn nếu mà thực sự nếu mà cái cơ hội nó không đến với em thì em rất là tiếc nuối và cũng có thể là mình chưa may mắn đấy. Em nghĩ là như thế. Trong đương nhiên nước ngoài thì nó có rất nhiều nước, nhưng mà ý là mình có thể khoanh vùng được vào khu vực nào nó phù hợp với mình không? Em nghĩ thì đối với cả cầu thủ Đông Nam Á nói chung thì em nghĩ chắc là chọn cái môi trường châu Á là hợp lý nhất, như là bóng đá phát triển như Nhật và Hàn là để mà phù hợp nhất với cả các cầu thủ của Đông Nam Á nói chung nữa. Hành trang để mình sẵn sàng sang đấy thì đã chuẩn bị những cái gì rồi? Em nghĩ cái vấn đề mà lớn về cái môn thể thao bóng đá này có nghĩa là về thể lực này là yếu tố rất là quan trọng, và đặc biệt nữa là về vấn đề về ngoại ngữ, và để mình giao tiếp có thể những cái lúc mà mình không hiểu với cả đồng đội, nhưng mà có thể mình nói được thì người ta sẽ hiểu hơn là những cái lúc mà mình không biết thì có thể người ta lại hiểu lầm sang ý của mình đấy. Hai cái vấn đề đấy đối với em thực sự rất quan trọng nếu mà mình ra nước ngoài thi đấu. Những cái người đi trước ấy đã từng đi ra nước ngoài ấy, người ví dụ Văn Toàn, Xuân Trường ấy, thì em có học hỏi và chia sẻ được nhiều từ những cái người anh người bạn như thế không? Thì em cũng đã có hỏi rất là nhiều các anh đấy, mà em cũng đã trả lời rất là nhiều người, em cảm thấy rất là nể phục những cái người như thế đấy. Vì họ đã dám bước ra khỏi vòng an toàn của mình và muốn thể hiện cái khả năng của mình ở đâu, và người ta muốn chứng minh để biết chẳng hạn là mình có thể thất bại ở cái môi trường đấy, nhưng mà mình biết mình đang thiếu những cái gì để mình còn trau dồi. Chứ còn có thể là ở thời điểm lúc đấy ở Việt Nam thì có thể là mình cảm giác là mình rất là ok và mọi thứ là mình rất là
đủ rồi thì mình muốn ở một cái môi trường tốt hơn và cạnh tranh cao hơn ấy, thì mình sẽ biết được mình thiếu những cái điểm gì để mình có thể bù đắp vào đấy. Trong các cái vị trí mà em đã từng chơi là có rất nhiều, thì đâu là vị trí mà em cảm thấy là thích nhất? Thì có lẽ vẫn là cái vị trí em hay đá thường xuyên ở câu bộ thôi, thì chắc là vị trí tiền vệ trung tâm. Tiền vệ trung tâm là cái vị trí em cảm thấy là rất là phù hợp với em. Còn em đá rất là nhiều như trung vệ rồi tiền đạo, nói chung mỗi vị trí sẽ có một cái hay. Em nghĩ là đá vị trí tiền vệ trung tâm vẫn là hợp lý, vẫn là hợp hay nhất. Khi mà nếu mà phải đi ra Việt Nam, đi xa Việt Nam thì đâu sẽ là điều mà em cảm thấy nhớ nhất? Thì chắc có nghe vẫn là nhớ về gia đình rồi những người thân của mình thôi. Vì bây giờ mình sang đất khách quê người thì mình không có, rất là không có bạn. Cái thời điểm nếu mà để thời điểm đầu thì rất là phải bơ vơ và mình phải tự lo từ những cái lúc mà đi lại rồi những lúc ăn uống. Không có người thân bên cạnh ở thời điểm đấy thì mình nghĩ là rất là khó. Em có tự nhận mình là một người hòa đồng không? Tức là đến một môi trường hoàn toàn mới như thế, thì cái sự hòa đồng của mình, thích nghi của mình, cái cá nhân của mình tự tin không? Đối với em thì em, cái tính cách của em ấy, thì mọi người mà gặp em một hai lần ấy, thì mọi người nghĩ em rất là khó gần. Và thường những người nói em rất là kiểu chảnh và kiêu ấy, thì nhưng mà thực ra thì những cái người mà chơi với em rất là lâu và những cái người có ấn tượng với em thì mà sau khi tiếp xúc người ta sẽ không nói như thế đâu, vì em là một người rất là ít nói. Cái khuôn mặt của em cũng là kiểu lạnh lạnh, lạnh lạnh kiểu không tỏ ra đấy. Thế nên là thường những ở nhà thì em cũng chả bao giờ, em mà có khi một ngày nếu mà em không nói chuyện với cả bố cũng được luôn á. Đấy nên là không nói gì với nhau luôn. Vâng, đấy nên là nhiều lúc mọi người thì cứ nghĩ em như thế, nhưng mà em thực ra thì em rất hòa đồng với cả mọi người. Vậy cái điều đấy khi mà mình sang nước ngoài, liệu cá nhân mình có cần phải cảm thấy phải thay đổi hay là về gì không? Em nghĩ chắc phải có, vì bây giờ mình cũng phải tìm hiểu trước cái môi trường văn hóa bên đấy như thế nào. Nếu mà mình được ra nước ngoài thì mình lúc mình sang thì mình sẽ đầy đủ được những cái mà mình chuẩn bị trước ấy. Thì em nghĩ mình sẽ không bị ngợp và mình sẽ thích nghi được một cách nhanh nhất. Đấy là về ngôn ngữ, thế còn về ví dụ như ăn uống ấy, mình có bị kén ăn quá hay không? Em thì được cái cũng dễ ăn, vì em cũng đã đi thi đấu với cả đội tuyển như ở bên Hàn hoặc bên Nhật rồi, thì em nghĩ đồ ăn ở bên đấy rất phù hợp. Cũng thấy rất là nhiều món ngon. Khí hậu thì sao? Khí hậu thì rất là tốt ấy. Nếu mà so nắng thì em nghĩ nắng Việt Nam thì cũng thuộc loại tốt đấy. Thực ra ở Việt Nam là khắc nghiệt nhất rồi. Còn ở Hàn hay ở Nhật thì đều là một cái loại khí hậu mà rất là thuận lợi cho việc thi đấu. Em thích Hàn hay Nhật thôi? Nói chung hai cái môi trường đấy thì em đều thích cả, nhưng mà nếu mà để mà phù hợp và em nghĩ cái khả năng của mình ý, em nghĩ chắc em sẽ phù hợp với cả Nhật hơn. Nhật hơn. Được. Rất lạ, bởi vì anh thấy là nhiều người nghĩ là Hàn là phù hợp với em, nhưng em lại nghĩ Nhật. Lý do tại sao vậy? Thì em nghĩ môi trường của Hàn thì bóng đá ấy, thiên về nhiều về sức mạnh nhiều hơn. Nên nếu như mọi người xem thì bóng đá Hàn thì cạnh tranh và va đập rất là nhiều. So với cả bóng đá Nhật thì bóng đá Nhật thì thường thì họ sẽ di chuyển nhiều và họ sẽ ban bật nhiều hơn và họ ít dùng về cái sức va chạm nhiều. Có vẻ cái đấy là mình phù hợp mình đúng không? Vâng. Thích. Em nghĩ là hợp với cả cái khả năng của em. Trong các đội bóng ở Nhật, hàng đầu ở Nhật, em có thích đội bóng nào nhất không? Em chắc em thích đội của Iniesta trước đá Vincent Kobe. Đúng. Vincent Kobe, một đội bóng nếu mà được vào đúng đội đấy nữa thì tuyệt vời luôn. Nhưng mà vấn đề lớn nhất là bây giờ Iniesta lại không còn chơi rồi. Tiếc. Vincent Kobe cũng là một đội bóng rất hay. Ở Hàn thì có thích đội bóng nào không? Ở Hàn thì em cũng đã được, trước thì em đã được thi đấu cúp C1 câu bộ như là Ulsan Hyundai, rồi em cũng được xem. Mà đợt vừa rồi câu bộ em được giao hữu với đội Daejeon Hana. Em nghĩ nếu mà em thích thì chắc em nghĩ là em thích Ulsan ấy. Ulsan Hyundai, một bóng rất nổi tiếng, từng vô địch cúp C1 châu Á. Mục tiêu nếu mà mình ra nước ngoài thì cái điều em nghĩ là thành công với cá nhân là được đá chính hay là được ghi nhiều bàn thắng hay là được làm đội trưởng, có một mục tiêu gì không? Đối với em thì có nghĩa là cứ được ra sân thi đấu nhiều ấy, thì mình sẽ giữ được cái phong độ và cũng như cái thể trạng mình một cách tốt nhất. Còn cái việc mà ghi bàn thắng thì tất nhiên là ai cũng sẽ vui rồi, và em rất muốn ghi bàn thắng, nhưng mà em là một người tiền vệ thì em muốn san sẻ và cũng như là nếu mà có cơ hội thì em sẽ được truyền nhiều hơn. Kiến tạo nhiều hơn. Rõ ràng rồi. Nói chung là bây giờ anh nghĩ rằng là câu chuyện nó sẽ còn ngã ngũ ở cuối năm cơ, đúng không? Chúng ta cũng chờ đợi điều đấy. Hôm nay thì có lẽ là chúng ta một buổi thăm nhà, và cũng tôi cảm thấy rất là thú vị khi mà Hoàng Đức thật sự là một người hướng dẫn viên gọi là
có tài khi mà từ tầng 1 đến tầng trên cùng là bạn ấy tả được hết. Mỗi tội là tôi chưa biết thực sự biết mét vuông của ngôi nhà là bao nhiêu thôi. Nhưng không sao, bởi vì thực ra đấy là điều mà Đức không quá quan tâm. Cái quan trọng nhất là về đến đây là cái cảm giác gia đình, đúng không? Cảm giác ấm cúng là điều quan trọng nhất. À cũng thế thôi, mỗi lần về nhà thì chỉ muốn là ở với gia đình và cũng không phải nghĩ ngợi gì nhiều về đây phải làm cái gì cả. Chỉ là bên cạnh bố mẹ, bên cạnh gia đình là điều tuyệt vời nhất rồi. Hy vọng rằng là cái góc bên tay phải tôi đây sẽ là một nơi mà Hoàng Đức sẽ còn có thêm rất nhiều những cái danh hiệu nữa. Và nếu như mà không đủ thì tôi nghĩ rằng cũng phải tính toán đến chuyện là ở trong cái phòng của Đức ấy, anh thấy vẫn còn trống nhiều nhiều chỗ, đúng không? Và anh cũng chúc cho em là dù đá ở Việt Nam hay đá nước ngoài thì em vẫn đều phát triển. Anh nghĩ là cái khả năng vẫn còn có thể phát triển được nữa. Có một cái câu hỏi cuối cùng anh muốn hỏi cho em là nhiều người thì nghĩ rằng là với một độ tuổi như Đức thì khi đi ra nước ngoài thì hơi muộn. Nhưng mà với cá nhân em thì em có coi là muộn hay không? Và nếu được nhá, thì em thấy là thời điểm nào mà em, độ tuổi nào em ra nước ngoài là em thích nhất? Em nghĩ thì ở cái thời điểm này thì như em đã nói thì em chưa biết được, xác định được cái việc đấy. Nhưng mà em nghĩ cái thời điểm thích hợp nhất đối với em thì chắc có lẽ là 2 năm trước. Em nghĩ cái thời điểm đấy là cái thời điểm mà em cảm thấy mình ham muốn nhiều nhất, mình sung sức nhất và mình muốn trải nghiệm nhiều nhất. Đấy. Thì em nghĩ ở cái môi trường bóng đá Việt Nam thì có thể là cái việc mà cầu thủ được ra nước ngoài thi đấu hơi là muộn so với các nước khác, thì em nghĩ đấy cũng là một thiệt thòi với cả các cầu thủ. Em nghĩ nếu mà cái thời điểm mà mình cảm thấy mình đang sung sức nhất, và em nghĩ cái thời điểm mà 23, 24, 22 ấy, thì nếu mà có cơ hội đi cái thời điểm đấy thì em nghĩ là đó là điều tuyệt vời nhất đối với cả cá nhân em. Tức là một cầu thủ trẻ mà ra sớm thì sẽ được có cơ hội để mình thời gian thích nghi sớm hơn, rồi là được học hỏi nhiều hơn. Và thêm một cái nữa là anh vẫn đang thắc mắc là không biết được là những cầu thủ như Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh đã từng ra nước ngoài như thế, thi đấu như thế, thì sau khi họ đi về nhé, anh chưa nói về việc thành công hay thất bại, thì điều gì là họ, ngoài cái việc ngấm vào thân ấy, thì điều gì là em tư duy đến chuyện là sẽ mang lại cho nền bóng đá Việt Nam? Em nghĩ là em chưa đi, nhưng mà em nghĩ được là các anh đấy đã trải nghiệm được rất là nhiều ấy, mà đã được thi đấu với cả các đội bóng và cũng như là những cầu thủ mà ở tầng lớp cao hơn. Đấy thì sẽ giúp ích rất nhiều cho cái bóng đá Việt Nam. Thì khi mà mình đã ra được cái đấu trường như là châu Á, Asian Cup hay gì, và mình sẽ gặp những cái đối thủ như thế, là mình sẽ biết được nhiều hơn và mình sẽ tự tin được nhiều hơn. Thì em nghĩ là có thể là mình đang ở trong cái môi trường rất là an toàn, như là các đối thủ như Đông Nam Á thì mình cảm thấy mình rất là ok, mình có thể mình rất là an toàn được đấy. Nhưng mà những lúc mà mình ra gặp những cái đối thủ như châu Á, như Nhật Bản hoặc Hàn ấy, mình cảm giác hơi bị ngợp. Nhưng em nghĩ như các anh đấy thì sau khi trải nghiệm này rồi thì cũng đã hiểu được và cũng học được rất là nhiều ấy. Thì em nghĩ là sẽ giúp mình tự tin nhiều hơn và có thể chơi bóng một cách nó thoải mái hơn. Tức là sẽ giúp cho cái sự tự tin của các cầu thủ Việt Nam lên hơn, đỡ bị ngợp. Nhưng mà tức là anh cũng có cảm giác là thực ra do mình ngợp thôi, chứ thực ra cái đẳng cấp của họ đương nhiên là đẳng cấp cao, nhưng mà không đến nỗi mà mình thua thiệt hơn quá, đúng không em? Em gặp các đội bóng rồi đấy đó rồi mà. Vì bây giờ mọi người cũng đã thấy thì bóng đá càng ngày nó phát triển rồi. Thì để mà cái trình độ chênh lệch cao quá và xa quá nó không như hồi xưa nữa. Em nghĩ là như thế đấy. Vì bây giờ nếu mà để mà một đội mạnh mà ăn một đội yếu để mà dễ dàng cực kỳ rất là khó. Nên là em nghĩ là cái sự tự tin mang ra ngoài trước khi thi đấu ấy, nó rất là quan trọng ấy. Nếu mà mình vào mình đã đánh mất cái sự tự tin ngay từ cái lúc đầu ấy, thì cũng như em nghĩ là cả cái trận đấu ấy mình có thể không đá được. Không đá được. Em có một kiểu cầm bóng anh thấy rất là tự tin, từ đâu mà mình có cái gọi là có một cái sự tự tin như thế? Mặc dù đối đầu với em anh cái trận ở Hàn Quốc, anh là người trực tiếp sang đấy và quan sát Đức cầm bóng trước các bạn Hàn Quốc toàn những ngôi sao hàng đầu, đâu là điều khiến em cảm thấy điềm tĩnh như thế trong thi đấu? Em thì em cũng chả có cái bí quyết gì đâu, nhưng em nghĩ là em cứ ra sân một cách thoải mái nhất. Em tạo cho mình cái tinh thần thoải mái nhất và mình làm những cái gì mình cảm thấy thoải mái nhất trước khi ra trận. Thì em nghĩ em sẽ giúp cho em tự tin hơn là mình sẽ phải chú tâm vào cái gì quá. Mặc dù là mình biết là một trận đấu đấy gặp tất cả những ngôi sao có thể đang đá cả châu Âu rồi. Rất là mạnh mà mình có thể run sợ, nhưng mà em nghĩ là chỉ là một trận bóng mà cũng có thể là ước mơ của em
đâu có thể gặp lại họ lần hai đâu. Nên là em tạo cho mình cái thoải mái nhất, và có thể là mà ra sân có thể mình học hỏi được chính họ trên sân luôn. Đấy, nên là em cứ ra sân mà em cống hiến hết mình. Em nghĩ đấy chắc là như thế này cho cụ thể đi. Khi em nhìn thấy người đang vào bóng của em là Song Heung Min thì em có nghĩ được rằng là à đây là ngôi sao hàng đầu thế giới vào bóng mình không, hay là mình không, không... Em lúc đấy thì trên sân thì em nghĩ ai cũng như ai thôi, em nghĩ đều là một cầu thủ cả thôi, đều kể... không quan trọng đúng không? Kể lúc em như lúc em vẫn nhớ cái tình huống mà em bật đánh đầu ở Kim Min-jae mà hai người cũng đã ngã ra ấy. Thì lúc ấy Kim Min-jae cũng đứng dậy và bắt tay em mà cũng có hỏi, nhưng em cũng bảo không sao cả. Thì em nghĩ biết là họ là một cầu thủ đẳng cấp và một cầu rất là sao số rồi đấy, nhưng mà em nghĩ trên sân thì ai cũng sẽ như ai, tức là chỉ là đồng nghiệp, chỉ là đối thủ của nhau. Vâng. Vâng, đấy là một cái cảm giác là anh em chia sẻ điều này và anh hỏi kỹ tại sao, vì thực ra ấy, đây là điều mà em làm được nhưng không phải ai làm được. Vì có những cầu thủ thực sự khi mà mình ngồi mình nói chuyện với người ta mình cũng đủ hiểu một điều là gặp những cái đối thủ mạnh và lớn như thế là tâm lý là rất khó để có thể vượt qua, tức là gặp người ta đã thấy run rồi. Đấy là điều mà anh nghĩ rằng là không phải ai làm được. Và cái này nếu như em đã gần như đúc rút thành một cái gì đấy nó không còn, tức là nhiều khi với cá nhân em ấy nó không còn phải là một cái gì đấy nó to tát, thì với người khác người ta lại cần phải học cái đấy. Đấy là điều mà anh nghĩ rằng sau này khi mà em nếu có cơ hội ra nước ngoài thi đấu, hãy chia sẻ điều này với các cầu thủ trẻ. Và đặc biệt là kể cả không phải cầu thủ trẻ đâu, kể cả những cái đồng nghiệp mình tại Việt Nam ít có cơ hội va chạm ấy, thì đấy cũng là điều mà cái cảm giác tâm lý bước ra trận là một cái mà rất khó để có thể vượt qua. Em có nhận điều đấy không? Em thì chắc em nghĩ là mỗi cá nhân thôi, người ta em nghĩ là các kẻ như các anh hoặc là các bạn cùng trang lứa cũng sẽ có những cái mà giúp người ta thoải mái mà không phải theo cách của em, mà theo một cái cách khác để người ta vào sân một cách thoải mái nhất ấy, kiểu như thế. Thì em nghĩ mỗi người sẽ có một cái trạng thái khác nhau và cũng từng trước các trận đấu người ta cần phải nên làm gì, em nghĩ là như thế thôi. Chứ còn để mà làm thế nào mà mình biết được mình ra sân mà hôm nay mình gặp ai và mình đá tốt hay như nào thì cái đấy thì không thể biết trước nữa. Nhưng đã bao giờ em thấy cảm thấy run sợ trước một đối thủ nào chưa? Hoặc là lo lắng, hoặc là gọi là hơi bị lăn tăn trước một đối thủ nào chưa? Em thì chưa đâu, nhưng em nếu mà thực ra để mà có một trận đấu mà em bị ngợp, không phải ngợp đâu mà cảm giác em lo lắng nhất ấy, chắc là trận đấu đúng là chung kết đến giờ em vẫn nhớ trận chung kết U11 năm 2009. Hồi Di Đồng ấy hả? Vâng, em vẫn tại nhớ. Sao lại thế? Em không biết, có thể đây là lần đầu tiên em được tham gia một cái trận đấu lớn nhất của em, mà lúc đấy rất nhiều khán giả cơ. Em mới nhớ là em vừa giao bóng đội bạn vừa giao bóng và em cướp được quả bóng và em sút, mà em vừa chạy ăn mừng em khóc. Đấy, em vẫn nhớ em đến lỗi mà cái nhà ở nhà cũ có cái đĩa mà em muốn tìm lại cái đĩa đấy mà không biết ở đâu rồi, vì em mới nhớ cảnh mà về mẹ em chị em còn trêu là ghi bàn người ta chạy ra phải vui mừng sướng nên chạy ra cứ khóc thôi. Đấy, chắc là cái trận đấu đấy với em là chắc em lo lắng nhất đấy. Rồi hỏi thế thì cũng đã hiểu được là cái cách để Hoàng Đức xử lý những cái cuộc đối đầu với những cái cầu thủ hàng đầu quốc tế, hàng đầu thế giới hoặc là hàng đầu châu Á trong tương lai nếu có thể. Ok, hôm nay cảm ơn rất là nhiều. Hy vọng rằng là cái buổi thăm nhà ngày hôm nay cũng đã giúp cho các bạn hiểu thêm nhà của Hoàng Đức, suy nghĩ của Hoàng Đức, và đặc biệt là trước những cái thông tin về Hoàng Đức liên quan đến việc là có thể sẽ có cơ hội được ra nước ngoài thì Hoàng Đức sẽ nghĩ như thế nào việc đấy. Cảm ơn các bạn một lần nữa đã đồng hành cùng Tết Trần, cùng Hoàng Đức trong chương trình thăm nhà ngày hôm nay. Đừng quên bấm like, subscribe và bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi có những chương trình thăm nhà tiếp theo. Xin được kính chào và hẹn gặp lại mọi người.